Cá nâu bà con ơi, cá nâu bà con biết hết rồi phải không bà con? Cá nâu nó rất tốt cho sức khỏe khi ai ăn con cá nâu này. Nhưng mà riêng có một số người và có một số bệnh thế này vui lòng không ăn cá nâu. Bởi ăn cá nâu vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe của mình. Vui lòng đừng ăn cá nâu. Đó là những người bị cao huyết áp, người lớn tuổi, người say rượu, người uống rượu, trẻ em từ 5 tuổi trở xuống không ăn mật cá nâu và ăn não cá nâu. Không ăn mật cá nâu và không ăn não cá nâu. Đó, say rượu, uống rượu, đó là vui lòng đừng ăn. Những người tốt cho sức khỏe không nên ăn cá nâu là người bị huyết áp cao, người lớn tuổi 65 tuổi trở lên, trẻ em 5 tuổi trở xuống, người say rượu, uống rượu, và chúng ta tuyệt đối là không ăn mật cá nâu, không ăn não cá nâu. Còn ngoài ra, cá nâu nó rất tốt và nó tốt cho sức khỏe vô cùng, nó tốt cho bầu, không ăn được tốt cho sức khỏe thai nhi. Phụ nữ đang cho con bú, nó giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm nguy cơ mắc bệnh mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ chức năng não bộ của mẹ và của bố, của bé. Đó, nó tốt như vậy nhưng mà không phải ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Nó tốt nhưng mà ta ăn 6 ngày liền, ăn 6 ngày liên tục thì phải nghỉ một ngày cho nó tốt. Đó là cá nâu. Bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp khi ăn cá nâu. Woo!